Lạc nè, Bà xuống, Bà Lạc Mộng Ngư nè. Cái này đi đi hơn xuống không đúng nè. Nè, cấp treo rồi. Kìa, cấp treo kìa. Đó. Trời ơi, đi cấp treo giá dao động từ 100 tới 120 người à. Ủa sao rẻ vậy? Bây giờ mình đang đi ra phường 4 đó. Vậy mình hơn về phường 3 đi. Google Maps nó đi nó hiện cho mình đi thôi. Giờ chút xíu nữa mình cũng phải cũng gần tới cái chỗ cáp luôn á. Ừ, bây giờ, đi cái điểm nào đi trước đi, xong mà đi bên đây chưa xong đi cái kia. Rồi bây giờ đi theo của em trước đi, rồi rồi tính tiếp nữa. Đó, đẹp quá chị, nhìn đi. Đó, thấy không? Hồi đó mình ngồi mình xuống. Ủa bên kia đi ba. Ủa đi cho nó quay. Cho nó ra ngoài nó ngồi đằng nó quay đi. Rồi, sao? Ủa xuống dưới anh. Cái gì? Em phá trung tâm. Nè đó, đẹp. Chú phá lại rồi. Ủa mở rồi cái gì? Thôi 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 chạy đi, ở đó lo chiều tụi nó, em lo chạy xe đi. Từ từ đi lên trên đó kìa, nhìn xuống đã, bây giờ nó mới nằm ở dạng trung bình à. Nhớ kìa đến cái kêu xếp cái đầu vô giống mình á. Kìa đi siêu thị ba đựng ám còn dụng gái, ba đi xa cha dụng gái, ba đeo đều đeo con ba ám hoài sao không đựng. Đừng nhiều cái nó đẹp đẹp lạ lùng lắm đó, mấy chỗ tiệm này nó bán dâu bán trái cây rồi đủ thứ loại đó. Từ từ đó xíu gì từ từ cháu nó nhìn hết. Úc An coi đang quay phim bất cứ lúc không nào đâu, cái này con... đi về cách về đường khác đó nhưng mà đi ừ khó lắm, Quan ngồi ở trước đây vô cây rồi không tới kìa, cái đường hồi chạy vòng đó nó vòng qua bên trên đồi đó. Hôm nay mình trong thành phố mình quay không có được nhiều thấy hình đâu. Cười quá. Ừ, ông thực tế vậy. Giống như là chị ngồi chị cười nó cái vụ chiếc xe chuyện qua vậy đó, chạy ào 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 vậy đó. Cái... em biết
công an giao thông gọi mà nó em biết rồi, em biết mấy anh thấy mấy anh kêu mà nó ngừng, nó không chịu ngừng. Em thắng hoài nó không có chịu ngừng. Mấy anh kêu bó tay. Anh chạy gì chạy dữ vậy? Mà em biết, em biết, mình biết mấy anh gọi đó mà nó không chịu ngừng. Đẹp lắm đó. Chỗ đó đang xây. Đang xây còn còn phát triển thêm nữa thấy không? Nãy nhà đẹp từ từ bây giờ toàn đá gạch không kịp chịu. Xe sao quá. Đó. Khổ gì bây giờ toàn công trình không có gì đẹp hết, chạy từ từ. Bố tài. Đúng là lạc cảnh chỗ nào nó đẹp. Nó lấn sân càng ngày cái núi nó càng phá cái núi rộng ra đó thấy không? Nó rộng ra nè. Ừ, nó rộng ra nè. Phá phá dưới chân núi ngày ngày bự 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 ra. U đây đẹp quá tròn luôn cơ nè. Thì nó mở ra đó, mở nhiều cái công trình xây thêm ở Đà Lạt quá chừng luôn nè,